Anthony Joshua nhận khoản thưởng điên rồ cho trận tài đấu Andy Ruiz giành đai quyền hạng nặng. Ông bầu Eddie Hearn đã hé lộ rằng ông đã nhận được một khoản tiền lớn sau khi đem trận tài đấu được mong chờ nhất đến Ả Rập Xê Út. Vào ngày 7 tháng 12 năm nay, Anthony Joshua sẽ có cơ hội giành lại đai vô địch WBA Super, WBO và IBF hạng nặng từ tay Andy Ruiz ở Ả Rập Xê Út. Theo quá trình chọn địa điểm thi đấu ban đầu, cuộc đối đầu giữa Ruiz và Joshua 2 dự kiến sẽ diễn ra ở Anh hoặc Mỹ. Tuy nhiên, với việc vùng đất Trung Đông Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi 100 triệu đô để trận tài đấu có thể diễn ra tại thủ đô Riyadh, ông bầu Eddie Hearn đã đồng ý chọn địa điểm này. Quyết định tổ chức trận đọ găng lớn nhất lịch sử 10 năm qua tại vùng Trung Đông đã khiến cho nhiều fan boxing cảm thấy khó hiểu. Đã có nhiều bình luận trên các mạng xã hội cho rằng khoản thù lao khổng lồ chính là lý do trận đấu được diễn ra ở đất nước của những mỏ dầu. Hơn nữa, đã có nhiều thông tin cho biết Hearn và Joshua sẽ nhận được khoản lợi khổng lồ nếu đem cuộc đối đầu tới Ả Rập Xê Út. Vừa qua, tờ báo The Athletic đã chia sẻ rằng ông bầu Hearn đã nhận được thêm 40 triệu đô, khoảng 922 tỷ Việt Nam đồng, nếu Joshua chịu đấu ở Ả Rập Xê Út. Cũng theo tờ báo này, Ruiz sẽ không nhận được một xu nào trong khoản 922 tỷ đồng mà Eddie Hearn đã nhận, do khoản tiền hợp đồng tái đấu của Ruiz đã cố định trong hợp đồng trước đó. Nhận xét về thất bại ngày 1 tháng 6, Joshua đã không đổ lỗi cho bất cứ lý do gì, thay vào đó anh quyết tâm giành chiến thắng và khẳng định bản thân. Tôi biết tôi sẽ thắng vào ngày tái đấu, đó là điều quan trọng nhất, tay đấm 29 tuổi cho biết. Điều quan trọng hơn nữa là tôi đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này như thế nào. Tôi cảm thấy hiện tại đang có 3 sự lựa chọn. Một là giữ mọi chuyện như cũ, hai là thêm vào những yếu tố mới, hoặc là ba thay đổi hoàn toàn. Lựa chọn thứ hai là tốt nhất, vì tôi chính là sản phẩm của phòng tập. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua chốt địa điểm bất ngờ để đại chiến nhà vô địch hạng nặng Andy Ruiz. Không phải thiên đường quyền Anh trên đất Mỹ, cũng chẳng phải quê nhà của Andy Ruiz ở Mexico, càng không phải sao huyệt trên đất Anh của Anthony Joshua, trận tái chiến đáng được mong chờ tranh các đai WBA Super, WBO, IBO và IBF của làng quyền Anh hạng nặng sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út, một địa điểm trung lập vào ngày 7 tháng 12 tới đây. Đây là thông tin vừa được Anthony Joshua chính thức tiết lộ trên trang Facebook cá nhân, và có lẽ địa điểm thi đấu mới này sẽ khiến cả hai bên, bên bảo vệ các đai vô địch là gã mập ú Andy Ruiz và bên muốn báo thù giành lại các đai vô địch của mình là Anthony Joshua đều cảm thấy khá hài lòng. Trước đó, sau màn ra mắt thất bại trên đất Mỹ, Anthony Joshua cơ bắp rất muốn có trận tái chiến diễn ra tại đất Anh, quê nhà của anh. Anh hy vọng sẽ được thượng đài ở thánh địa Wembley của nước Anh, hay chí ít ở sân vận động Tottenham Hotspur vừa mới xây của gà trống. Cả Wembley với sức chứa 90.000 người, hay sân vận động Tottenham Hotspur sức chứa hơn 62.000 người, tuy công dụng chính là tổ chức các trận bóng đá, nhưng với vai vế và tên tuổi của Anthony Joshua cơ bắp, anh sẽ dễ dàng biến những chảo lửa này trở thành sàn đài quyền Anh chật kín người Anh, với các cổ động viên luôn hết lòng sống chết vì anh. Tuy vậy, gã mập bú lại không dại dột gì chấp nhận thi đấu tại xào huyệt của đối thủ. Đấu ở giữa một sân vận động bóng đá, ra quyền chống lại một đối thủ người Anh dưới con mắt của hàng vạn cổ động viên Anh, vốn mang thói quen cổ vũ túc cầu để cổ vũ môn đánh quyền, đó là hạ sách mà Ruiz vốn không hề mong muốn. Do đó anh đòi đánh tại quê nhà Mexico, thậm chí là ở đất Mỹ. Anthony Joshua cơ bắp sau đó đưa ra đề nghị tái chiến ở một địa điểm trung lập, tại xứ Wales. Xứ Wales mà là địa điểm trung lập với một quyền thủ người Anh thì đó quả là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà Ruiz vẫn quyết lắc đầu quầy quậy, quá cáu tiết, có thời điểm Anthony Joshua văng ra một câu vùng vằng đầy giận dỗi. Nếu không muốn thì cứ như vậy đi nhé, chúng ta sẽ thượng đài ở Mexico, rồi gọi luôn cả chú ruột của anh ta ra làm trọng tài điều khiển trận đấu cho nó nhanh. Nhưng ai cũng hiểu, những đòi hỏi của Anthony Joshua là hết sức vô lý. Giờ đây có vẻ như mọi việc đã được giải quyết, khi Trung Đông, mà cụ thể là Ả Rập Xê Út sẽ là địa điểm tổ chức trận tái chiến vào đầu tháng 12 tới đây. Đó chính là địa điểm thi đấu an toàn trung lập, chắc chắn sẽ khiến cho Ruiz cảm thấy hài lòng. Còn Anthony Joshua hẳn cũng phải miễn cưỡng đồng ý với chuyện này. Trong thời gian gần đây, Ả Rập Xê Út mà cụ thể là sân vận động King Abdullah Sports City, hay còn gọi là Viên Ngọc Tỏa Sáng, cách thành phố Jeddah khoảng 60 km về hướng Bắc, bất ngờ nổi lên như một sàn đài mới của làng quyền Anh thế giới,
thu hút rất nhiều sự chú ý. Hồi tháng 9 năm ngoái, nơi đây đã đứng ra đăng cai tổ chức trận đấu chung kết hạng siêu trung thuộc khuôn khổ World Boxing Super Series giữa hai quyền thủ khét tiếng người Anh là Callum Smith và George Grover, một fan của Chelsea. Rồi trận đấu mới đây nhất là của Amir Khan. Chính Amir Khan, trong một tuyên bố xạo sự gần đây, đã nói anh vừa đạt được thỏa thuận thượng đài với thượng nghị sĩ thích thượng đài Manny Pacquiao tại sân vận động King Abdullah Sports City vào tháng 12 này. Thông tin này sau đó đã bị phía Pacquiao phủ nhận, và sau khi bất ngờ đánh bại Keith Thurman để lần thứ 13 giành danh hiệu vô địch thế giới, Pacquiao tuyên bố anh sẽ chỉ quay lại sàn đài vào năm sau. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lennox Lewis chỉ điểm Anthony Joshua bái sư huyền thoại từng so kè Muhammad Ali và Evander Holyfield. Anthony Joshua đang ở trong tình thế nguy hiểm, như dựa lưng vào vực thẳm. Nếu để thua Andy Ruiz trong trận tái chiến dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay, sự nghiệp của anh xem như sẽ chấm dứt một cách lãng nhách. Đó là điều mà không ai dám nghĩ Anthony Joshua quyết định vượt biển sang Mỹ, khuếch trương thân phận của mình. Vậy Anthony Joshua phải làm sao? Lời khuyên nào dành cho Anthony Joshua ngay lúc này? Huyền thoại quyền Anh hạng nặng người Anh Lennox Lewis cho biết, Joshua nên tầm sư học đạo và một đại sư phụ mà anh này nên thọ giáo là huyền thoại quyền Anh hạng nặng người Mỹ, George Foreman. Foreman không phải đại biểu của quyền uy tuyệt đối, nhưng lại là hình mẫu của sự chiến đấu kiên cường, quyết không đầu hàng và hồi sinh mãnh liệt. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, với hai giai đoạn khác nhau, từ năm 1969 đến năm 1977, rồi lại từ năm 1987 đến năm 1997, George Bự đã có nhiều trận thua rất đau đớn, như để thua knockout trước Muhammad Ali hồi tháng 10 năm 1974. Trận thua đã khiến ông mất cả ba đai vô địch hạng nặng thế giới là WBA, WBC và Jerring. Thua Jimmy Young sau 12 hiệp đấu hồi tháng 3 năm 1977. Trận thua khiến ông giải nghệ lần một. Rồi thua Evander Holyfield sau 12 hiệp đấu hồi tháng 4 năm 1991. Trận tranh các đai WBA, WBC và IBF. Hay thua Tommy Morrison cũng sau 12 hiệp đấu hồi tháng 6 năm 1993. Nhưng George Bự chưa bao giờ gục ngã, luôn tìm cách trỗi dậy. Sau trận thua Ali, ông đã tìm được đai vô địch Bắc Mỹ của WBC. Sau khi thua Young và giải nghệ lần đầu tiên, Foreman tái thượng đài vào 10 năm sau. Ông giành 24 trận thắng liên tiếp để trở thành kẻ thách thức đai vô địch của Holyfield, người trẻ đến ông hơn 13 tuổi. George Bự đã khiến Holyfield phải chảy vi chóc vẩy, chỉ thắng điểm sau 12 hiệp đấu. Không nản lòng, ông lại đứng dậy thắng 3 trận liên tiếp, đấu với Morrison để tranh đai WBO và lại thua sau 12 hiệp đấu. Nhưng rốt cuộc, ông cũng trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa khi đánh bại võ sĩ đồng hương đàn em Michael Moore trong trận tranh đai WBA và IBF hồi tháng 11 năm 1994. Cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng truyền kỳ của Foreman chính là thứ mà Anthony Joshua nên học hỏi. Nếu anh muốn quay trở lại thời kỳ đỉnh cao, giành lại ngôi vô địch thế giới thêm một lần nữa, đó là lý do Lewis đã đưa ra lời khuyên cho hậu bối đồng hương của mình. Nên lắng nghe theo những gì Foreman chỉ bảo, thậm chí ngay từ những lời bình luận thi đấu của chính ông này. Lewis nói, tôi biết rằng George Foreman luôn trương bảng tên của mình ra ngoài đó, do vậy cậu ấy cần ai đó tầm cỡ như ông ấy để có thể nói chuyện và đưa ra những lời khuyên. George đã giúp rất nhiều cho sự nghiệp của tôi, đơn giản chỉ bằng cách bình luận các trận đấu của tôi. Tôi luôn lắng nghe ông ấy. Nếu tôi đang ở trong trận đấu và ông ấy nói, cậu ta không tung ra các cú đấm thọc đủ, hoặc là các cú đấm thọc của cậu ta không đủ quyền uy, tôi sẽ ra đi và tập luyện lại. Sau đó các cú đấm thọc của tôi sẽ có đủ uy quyền. Bởi vì đó là những gì mà George nói, ông ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông ấy đã ở ngoài sàn đài rất lâu, Lewis cho biết. Nhưng Anthony Joshua sẽ sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của George Bự. Ở thời điểm anh vẫn đang bối rối và có vẻ bực mình với câu bình luận của chính ông bầu của mình là Eddie Hearn. Câu bình luận gây chấn động trong giới dư luận. Anthony Joshua cảm thấy nhẹ nhõm sau khi để thua Andy Ruiz. Nhẹ nhõm hay nặng nề hơn?
Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.